Để mà test phục vụ những sư phụ đấy, những sư phụ chưa âm thanh. Các bạn đang yêu cầu em test dòng loa, dòng nhạc có cái nội lực hát, phải nói là nó sâu và khỏe, trầm ấm. Dòng thì sở trường của dòng loa này mà. Những cái dòng nhạc đấy thì là loa, những dòng loa của Anh Quốc này. Đây là con monitor audio. Đôi này 7 triệu 9 mà nhá, 7 triệu 9 ạ. Dòng loa này này, BMW này hoặc Tai Noise xử lý rất là tốt luôn. Đôi này 7 triệu 9. Con này đẹp chỉ thiếu thùng xốp thôi bạn. 7 triệu. Sau đây mời các bác đeo tai nghe vào, test vàng ươm luôn. Mình nhìn chưa? Đeo tai nghe vào. Em tôi sẽ test cho bác. Những dòng loa này cái nội lực nó khỏe lắm. Thế sau đây mời các bác nhé, đeo tai nghe vào. Bác mình cảm nhận được cái chất âm của dòng này. Vâng.
ca sĩ này hát thì báo cáo các bác là cũng chưa biết, là mỗi bác thích nghe một kiểu. Nhưng các bác biết là cái giọng của ca sĩ này nó ra nó rất là khỏe, nó rất là khỏe luôn. Nó cảm giác như theo cái kiểu là giọng một ca sĩ này nó khỏe, nó khỏe, nó cảm giác như nó muốn phá loa, nó phá loa luôn. Nếu như đôi loa nào kém nghe những dòng nhạc này, báo cáo bác á, có những đôi loa còn phải bật côn luôn đấy. Dòng này, đối với dòng này này, loa monitor audio là một này, BMW KW là hai, và tai noise nó xử lý cái chất âm của dòng này rất là đỉnh luôn, phải nói là nó quá đỉnh chứ không phải đỉnh. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 0911 169 901. Đôi loa này em đã báo giá rồi, 7.900.000. Chào các bác. Những dòng loa cao cấp này không có loa rẻ đâu, đây là nó gọi là loa cao cấp rồi, hàng VIP rồi. Đấy.